hết đó anh em ơi. Mệt cho bá luôn. À, mình quay mình phải xách theo cái bình như vậy nè. À. Mình sáng phải vậy anh em. Mệt cho bá luôn. Xuống lỗ quá, xuống lỗ. Đưa nó. Đây luôn. Giống. Ôi, quá bự. Trời giống nó rồi. Mới ra đầu ngõ gặp cô hết còn là anh còn là bữa sau mất tiêu đi đây. Này quay mình quay phim phải dậy cho sáng hay sách theo cái bệnh vậy mới quay được nha anh em. Ok hết ngon tiếp tục lên anh em ơi. Ở siêu gần anh em ơi. Khá là dạng rồi, từ từ rồi sát bên đi. Quá sao lắm bắt đầu rồi đi. Ngay phòng dưới đó nè. Còn nãy ôm bi bán tiêu rồi anh em. Giờ con này là con đầu tiên của anh em mình nha. Ok. Thì em có lép đầu tiên cả nhà. Không gần nguyên chặng đường này không bị lép. Vô mũi. Vô. Tiếp tục anh em ơi. Có con hàng khủng thì anh em mình sẽ nói nhiều hơn. Action. Đu rồi, đu rồi. Rớt. Bỏ đẹp anh em. Hai cổ. Hai viên anh em. Đợi bích rụng đi. Cái cổ ơi, tôi làm được rồi. Yes. Con cò bự đầu tiên của anh em tụi mình nha. Bự luôn cả nhà ơi. Rớt ghê sư phụ. Vô. Sư phụ phía trước rặt. Đã rớt con cò. Anh rồi. Còn nha anh em. Còn anh em, còn con đây. Lụm kia đi. Được con em. Đây, con thứ hai của anh em mình. Vô. À, kia anh em phát hiện được con cò nữa nha. Đứng dầm, đứng dầm. Đứng con dây nữa kìa. Anh em mình nói chuyện nhỏ nhỏ tại đằng kia có cò nữa anh em. Đây, con cò muốn giấu đầu tiêu luôn anh em. Nó dướng bầm quá anh em mình quay không. Thấy được. Mình thấy nhánh bần không anh em? Rớt bỏ con nữa kìa. Cái đậu nó hết. Cái đậu kìa, thấy không? Rớt. Rớt không? Hai con luôn anh em. Mà biết kiếm được không đây nữa. Quá trời ông ơi. Trời ơi ông. Ôi ôi ôi. Đậu phải không chết vô mỏ. Bay mỏ. Quá trời ông ơi. Quá trời ông ơi anh em ơi. Trời ơi ông. Ít bóng rồi anh em ơi. Rồi ông quá trời ông. Quá trời bông ông anh em.
câu thứ hai nha, một điểm này bốn con anh em bắn hai con, mấy kia con vớt xuống chạy quá nè. Giờ mình không mở đèn cho sáng là được luôn, không quá trọng đèn đứt bóng luôn. Còn nó lấy cái tay nó cái lấy cái chân nó nắm cái bóng đèn đứt luôn. Rớt có nè, mà nói nè chết luôn anh em ơi. Vừa chạy vừa bắn anh em, mà pha này lẻo quá, bật đèn chói sáng lên không kịp, nhưng mà vẫn quay kịp anh em. Vô mũi tiếp mà anh em chắc bội thu nữa rồi, bội thu rồi, tiếp tục anh em ơi. Qua nè, chết rồi, chết rồi. Vượng nhau rớt hai con, con kia chắc chạy mất tiêu quá anh em, con kia chạy mất hả anh? Ơi ơi, bố cò xanh, cò xanh trong á, trong á, thấy đâu con kia, thấy còn tỉnh quá mà. Bằng tơ mới lên nè, ta đốn bằng bằng tơ mới lên nè, bằng tơ mới lên ngủ hơi kín nè. Rồi đợi khách thì cai kiếm, rồi có con kia không có rồi quay tiếp cho anh em xem nha. Rồi khách cai lụm ra hai con nha anh em, quá tuyệt vời anh em ơi, lúng tới tới chỉ luôn. Thôi thôi. Đúng rồi em ơi. Thôi thôi. À, đúng rồi. Rồi, khánh trắng thành khánh đen rồi. Cái này, hai con anh em. Hai con vô, hai con này đó vô chổng nó đứng đứng chân vậy nè, đứng nhìn ra đây. Cho nó vô đầu luôn. Tặng viên đi 7 luôn nha. Hai con nha. Gì gì rửa máu bớt đi. Vô. Rồi. Cắm rửa sạch sẽ đi mới cho lên xuồng nha. Rồi giờ vô nghe anh em. Quá anh em này bội thu nữa rồi. Rồi tiếp tục anh em ơi. Không chịu bay sao ra đi luôn. Ừ đi đâu xong luôn. Đuổi vô điểm này là quá cọ luôn anh em, nhưng mà bắn nó bay hết anh em, mà còn con này đậu lại lụm tiếp vô học vô. Ê lấy công dây ra, lấy công dây ra, cái công dây ừ đè nó ừ. Rồi xuống ra luôn. Tiếp. Túc tẹp cho anh em. Tiếp tục. Wow, cứng cây luôn anh em. Quá rồi, quá rồi. Lũi giữa, lũi ngay giữa nó ơi. Bắn mấy con ngóc ngóc đầu trước khách. Kêu chuẩn mắt luôn á. Chết, ngay cỏ rồi, ngay cỏ rồi. Ba con. Đậu lụm ba con. Kiếm phụ, kiếm phụ. Con nó chết tự do rồi, không sao. Con ở đây trụ nó đã gần chắc. Ở đây con. Ôi, dữ vậy. Có chứ Khánh.
con đó, con kia nó dính cây để được chiếm bụi cái cả nhà ơi. Gì vậy? Ngáo nè. Ba con anh em. Rồi cả nhà ơi, thì vô cái đám này bắn chúng ba con ôm bí hai con cả nhà. Chạy đúng con. Chạy đúng lạnh luôn. Là anh em mình chỉ có ăn được con thôi. Bắn chúng ba con mà vớt xuống ba con, vớt xuống ba con này ngay đầu chết. Bà con ốm nhách à. Cái kia mà hai con kia chạy mình lần thấy chết máu luôn, cái không có vô chắc vô lùm rồi. Chắc tại nó mập quá bắn nó không si. Si nó lúc mở nè. Lúc mở. Quá thiết núi luôn em. Ba con. Tiếp một ba con này nữa anh em bội thu nữa. Tiếp tục anh em ơi. Khá là buồn. Buồn 5 giây. Rồi nè. Rất. Ê. Dùng đá. Đá bà. Rồi lên kiếm nó này. Phát biểu cảm nghĩ khi bắn cò mà nãy giờ kiếm muốn chết. Chạy muốn é luôn. Gãy cây nó xuống tới gáo rồi. Còi nhiều thiệt đó nhưng mà nó lộn xúc quần không. Đi bắn cò này như còn hơn đi dạng như đi lội ruộng mà đi bắt con này con kia. Nha. Ốm vô mà. Nó bay tới nó lạnh chứ. Bay muốn quặn. Rồi tiếp tục hai anh em. Dán này. Có xuống ve, dọ lại có xuống ve mà. Rồi. Lấm, tôi xế. Mai. Đúng rồi. Chết rồi. Rồi. Lắm. Mày hả ní? Lượm liền đi. Một em còi xanh hơi khuất ra cả nhà. Nãy giờ đội còi xanh đầu tiên luôn á. Đó hai con rồi chứ. Nãy giờ còi xanh này nó hơi khuất ra nhà ơi. Vô. Hết luôn. Ok. Lượm luôn đi ơi. Lượm. Giật. Lượm. Giật. Bệ đầu. bơi À, nãy giờ chân cẳng nha, chạy xước hết gáo cả nhà. Nãy giờ lội lụm muốn é luôn. Lội lụm đã tay luôn. Đây là con cò bở thứ N của tụi mình rồi nha. Bây giờ lội lụm quá cả nhà, quá đuối. Không có con nào chết lọt chứ. Con chết cái đầu quẹo luôn rồi. Cái đầu luôn. Ok, tiếp tục cả nhà ơi. Let's go. Lấm một em còn lửa nữa nha anh em ơi. Lửa. Lửa này bự à. Báo không. Một em còn lửa nha anh em. Lửa anh em. Lửa. Vô. In lửa. Fire. Mày nhanh gọn lẹ. Rớt nè cả nhà. Không thấy luôn. Không thấy nổi luôn. Đây nó đây. Quá dữ. Quá ngọt ngào. Quá ngọt ngào luôn cả nhà. Vậy. Đây một con bò tiếp tục đó cả nhà ơi.
vào rộng. Gớt. Anh em ơi, anh em mình phát hiện con gì nó quay nè anh em, những gì anh em? Con sim. Con sim. Con sim nó hét, con nó phải sim. Con gì ta? Sim con. Sao tiếng giống con vịt, con sim quá vậy? Sim. Sim con. Sim nó kêu tiếng sim. Đang dịp trời. Sim. Ủa sao nó bơi vòng vòng kia vậy? Sim mù con mắt nè. Đâu mù đâu mù. Mù hai mắt nó gì á? Mắt nó kiểu à. Ừ. Mắt bị tật rồi. Sao sống được vậy? Ủa? Lộ bình thường đó. Bye bye, tạm biệt. Vô. Chấp luôn. Hay quá. Một em cò đã vào đội của anh em mình nha. Mập á, cò này mập á. Nặng á, nhìn là biết rồi. Ok, tiếp tục nha nhà ơi. Rớt. Rớt chưa? Nghe cái bập rồi. Lại nó ngọn á. Dưỡng rồi, dạng dưỡng ngọn rồi. Dạng ok anh em ơi. Lại ngọn con nó xuống đất đó. À, thì hiện giờ thì anh em mình khách này cải bắn ombi nha cả nhà. Bay vô đây nè. Đâu? Bay vô đây nè. Anh em mình sẽ kiếm cò này được không được thì anh em mình sẽ làm ẩm thực luôn cả nhà ơi. Cũng tới nhà rồi. Rồi, nếu mà có mình sẽ quay cho cả nhà xem nha. Ok. Thì anh em cũng có đem một mớ gạo anh em mình nấu cơm ăn ngoài sông luôn nha anh em. Đây, gạo vô nấu anh em ơi. Mình sẽ vò gạo trước khi nấu luôn. Anh em nấu cơm mà quên đem theo cái nắp mà anh em. Biết cơm chín không nữa. Đã sống luôn. Vò gạo anh em ơi. Cơm sinh tồn mà xong. Sinh tồn một tháng trên sông nha anh em. Được rồi. Do nhiều quá nó mất chắc. Lên đên trên sông. Này múc sinh tồn một tháng rồi quá. Dùm cho tay chưa vậy? Hả? Cho tay chưa vậy? Chưa. Rồi. Ăn vậy nó ăn béo. Vậy. Lóng tay à, nữa lóng tay. Đây. Rồi. Rồi. Đợi cơm chín nè, giờ anh em mình sẽ nhổ lông cò đợi cơm chín nha anh em. Cái dây này mình nướng làm gì vậy? Con biết nước đều chảy ra cái chai nó rồi. Chứ nè nó bình nước cho bả. Nó có dư giả rồi chứ. Bây giờ đem bình nước chả má lại dò con miếng nước kìa à. Không hiểu luôn. Nhưng mới đọc chứ. Để hồi rửa. Để hồi rửa cò rồi bằng cò. Ờ rửa cò nữa. Ừ. Rồi ok giờ anh em mình sẽ nhô lông nha. Đợi cơm chín. Rồi mình. Thì nãy anh em mình bắn cũng hơi nhiều quá. Trời. Xúc luôn đậy. Nha. Rồi ok cả nhà. Nó quằn quá. Anh em sẽ nhổ lông ngựa con nha. Giờ tới lượt mình vô nhổ lông cả nhà. À, anh em ơi, con cũng đã chín rồi anh em, không có sống nha anh em. Đây. Kinh nghiệm của tôi của mình nấu cơm biết bao nhiêu năm mà sao mà sống được. Mà sống cũng ăn sống luôn. Chơi hết rồi. Nó hơi nhão một xíu nha anh em. Mà thơm nhưng mà được anh em. Ồ. Như anh em ba anh em mình chiến hết nồi cơm này là bể nồi cơm luôn. Bể nồi cơm nha anh em. Rồi anh em sẽ chiên cò nha anh em. Cái nữa, được cái nữa. Dùng mặt nè. Bị. Gớm.
ướt nhẹt nó cái vừa trời ơi. Cò nấu bịch anh em ơi, xuống mẻ một nghe nè cả nhà. Ủa, cò trong bịch rồi dẫn nè, đúng là chiên. Đó anh em mình bỏ mấy cái mề vô nổ banh văng ra hết rồi nha. Thôi thấy được cái tim đó. Rồi vô mấy hai. Đây nè, cái tim nè. Cái tim còn nhỏ xíu vậy. Nấu tưởng tỏi rồi. Ừ. Còn miếng nữa. Rồi, đốt pháo luôn. Nãy anh em mình đi có đem theo một chén nước chấm nữa cả nhà. Anh em mình cũng chín nữa nha. Cái bụng mình vẫn còn cái cơm nha. Mời cả nhà ăn cơm với anh em tụi mình luôn nha. Đây. Rồi, cơm ngoài xong cả nhà, view quá đẹp. Các em thử cái đùi cò trước đi ha. Đây nè, đùi nè. Đây. Tới lụm luôn á. Ngon á. Đây, lụm đùi cò luôn cả nhà. Trời ơi, giòn. Này nấu cơm kiểu mới cả nhà. Thử miếng cơm à. Đùi. Thử miếng mình đùi nè. Đây, mời cả nhà nha. Vô. Trời ơi. Đó. Tại sao? Tao kêu. Tại sao lại cho tôi một cái khung cảnh như thế này vậy hả? Cơm lên không nhão mà vừa ăn luôn á. Ngon. Ngon. Nó là mình nấu được nhão rồi nha. Ngon. Tuyệt vời. À, cái phương pháp nấu cơm này giống cái bà nội mình đi quê hay nấu nha. Nấu cho heo. Vậy. Ngon. Giống cháu heo thiệt. Thịt cháu heo bà nội nấu vui luôn. Ngon. Quá tuyệt vời. Tôi thêm quả đùi nữa cả nhà. Còn hắn ăn ké thì cũng giống. Dạ. Ảo quá hả? Con heo. Giống con heo ở dưới quê luôn cả nhà. Ô bà, nào luôn. Anh nào. Giống heo ăn cháo à? Nói giỡn thôi cái nhà, nói vui thôi chứ không có ý gì đâu nha. Nói vui thôi chứ giống thiệt. Heo ngon quá, giờ mình phải thưởng thức luôn cả nhà. Chứ mình nhìn nước miếng mình chảy hơi bị nhiều rồi đó. Này như cò nướng cò ăn trong bịch. Lựa coi, hàng chợ mà. Ăn cái đùi trước đi. Đây cái nhà, mời cái nhà cái đùi nha. Đùi ăn. Lụm. Nèm ăn trên sông thì tuyệt vời luôn cả nhà. Cơm ăn dính đã à. Dính vô. Làm đậu rồi. Nó giòn. Đậu giòn khủng. Nhà cái đầu mưa lũ hoàm nó hết nửa cái à. Vô nha. Vô. Tại sao? Tại sao ông trời lại cho tôi một cuộc sống như thế này vậy hả? Con cảm ơn ông. Nó ít vô. Ngon. Quá lạ đó nè. Được. Ngon không? Ngoài đây ăn thì ngon cái nhà nhiều không? Cái này hơi eo hẹp. Ăn ở đây nó ăn ít lại xíu á, tại vì bao tử mình bị nó dẹp lại xíu á. Ngọt hơi chặt. Thử cái đó nha. Dùng nữa coi. Nước coi. Tại sao? Tại sao lại ngon như thế này vậy hả? Quá đã rồi nè ơi. Cánh một bằng ba hả?
Nó ba thừa quá. Đấy, để mình sẽ quay thấy gì gai ăn ấy rồi, thấy gì gai ăn. Ai? Đợi mình. Ăn. Tại sao? Phải tôi thắng gì gai. Tại sao ăn cơm lên đậu đèn chứ hả? Đậu đèn xuống để anh em hỏi tại sao mà ăn cơm mà đậu đèn anh em. Không, cái này mình ở ngoài khác, còn mình ở nhà khác. Vẫn còn nóng. Biết cái nhà. Nãy giờ anh Linh ngáo ăn, giờ anh Linh ngáo cũng nhường cho mình 8 cái. Không miếng kéo heo à. Không miếng kéo heo à. Làm cái heo nè. Ồ, trời cũng được, chú heo cũng được bụ. Ăn dính 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 à. Trời ăn miệng tao cái không hơn nữa chân cơm vậy. Đi sọc lại sao heo không có răng à. Có răng chứ. Heo có răng không ta? Có răng chứ. Có mà có xíu à. Heo dính răng. Ăn sợ dính răng. Ngạo quá. Nhưng mà không có con được không ta? Hả? Không có ăn được không mà. Ăn cơm với bà nội quá nha. Nhưng cái bệnh thì giống đi chợ. Đâu thử 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 mình còn bệnh ra mình không còn bệnh lại thì giống đi chợ mở bệnh ra đó. Mẹ mới mua ăn ra ủ giữ gì sao mẹ mẹ mua cò không rồi vô cái nhà chín ớt cày lắm. Tại sao? Tại sao ông trời lại làm như vậy tao quý. Nãy như thấy con cò đứng ngay cái tàu lá nè. Nhờ vô đây. Nhờ vô đây à. Bữa giùm trái cơm bữa già. Nói chứ cơm mẹ ăn cũng ngon lắm nha. Mới dính vậy không trời. Nói chứ cơm mẹ ăn cũng ngon lắm nha. Đũa cạo chúng ăn. Mình ăn vậy nó mới chất lượng đó nè, nó mới ngon. Cơm nè. Ừ, có nhiều, có cơm trái nữa nha. Mày ăn được á, có cơm trái nè. Ê, khúc dưới nó khô, khúc trên. Khúc dưới ngon không? Ừ, khúc dưới nó ngon không nè. Nó nắp á. Để quên đi, nó nắp. Bơi vô tánh cái chén đầy dung luôn. Cho nó đã. Không được. Trời ơi. Ăn tới ngày mai còn ngon cái nè. Người hai chén là vừa, hết cơm anh em. Đồ cánh nè. Cánh thì còn có ngon. Còn chén lại còn uống thì cay. Hợp lý. Ủa này em ơi. Để khóc á. Làm nãy mình làm hai cái đùi rồi, giờ mình sẽ làm cái ức thôi. Ừ. Ý, cái ức ai xé rồi, cái thịt rồi. Cái ức của em á. Cái ức mà em xé thịt à. Ý anh em. Ức anh em ơi. Này ức như cái đùi nè, mình xé như cái đùi luôn nha. Ờ. Ừ. Ăn bắt cứ dễ ăn dễ ăn. Ăn giòn đã ha. Để mà cả nhà nha. Vô lên chiến giòn đã. Đấu nha đang đấu. Mất tiêu thịt. Anh nó băng quyền. Đây. Đâu rồi. Tại sao? Tại sao nữa hả? Ngon quá. Không màu nắng. Nói đi nói đúng luôn. Người em hẹp ăn no thiệt. No. Em người em này. Tao tự nó thu hẹp lại. Ừ. Bớt những chén muốn dội vào ăn. Nói chén này là anh ăn kể về giống của heo bà nội luôn luôn á. Heo bà nội hả? Heo bà nội nó nuôi á. Đứa gì sao? Cái đất nãy mình còn gian dở nè. Đứt cái nữa cái nhà. Người ăn con đã. Người ăn con cò ba, hai chén cơm. Còn có còi em về lắm. Ấm. Quá tuyệt vời. Ngày bữa hổm có nhà tại mình ghép tiếng giòn cho anh em xem cho nó vui thôi chứ giờ nó giòn thiệt cả nhà. Nghe cái nhà lắng nghe nè. Đó, đúng rồi. Nó gắn miết vô giòn dữ nữa. Rồi. Giòn. Đúng rồi. Khấu luôn. Ăn lại đau lưng như thế này. Đau lưng thiệt chứ.
Không, không, nước gần nữa rồi, ưng quá à. Ừ, là hãy cái nghe cái giòn giòn cái cho nó thật thật cái kìa. Để giả bộ nó. Cắn gai gục xương. Rồi, rồi xương. Xương ngồi. Vậy, vậy. Xương nó đâu giòn. Còn nè, con lên ngáo nè. Nè, nè. Nghe nè. Ừ. Nghe nè. Gánh nè. Cái nữa, cái nữa. Cánh chiên giòn cái nè. Đỉnh luôn. Quá đã. Chiên giòn ăn da lông xương. Quá trời. Đuôi miếng cơm nhà ơi. Anh em mình cũng đã ăn xong hết rồi nha. Ăn xong rồi nó phải phải. Đi mệt xíu cho nó xuống cơm nó gì nhỏ không còn hả nhà. Ăn xong rồi sao Khánh kia tỏ sáng luôn trời. Sao? Sáng chói luôn. Sáng chói luôn. Mồi mồi bóng lưỡng. Mồi lưỡng ăn cái mồi bóng. Ok thì anh em mình cũng đã ăn xong rồi no nê cái nhà. Giờ anh em mình sẽ bắn cái in về tới nhà anh em mình nhỏ không còn, anh em sẽ ngủ tới sáng. Ok. Bye. Bye bye cả nhà. Tạm biệt.